hôm nay thì em Hương lại về thêm một xe 5 chỗ ngồi gầm cao, giá thì cực mềm luôn. Một chiếc xe Ford EcoSport đời 2015, số tự động đẹp với nước sơn màu cam các bác nhìn nhá. Em này thì zin đẹp toàn xe luôn. Hôm trước thì em về một chiếc cũng bay luôn trong vòng 24 giờ. Thì em tin rằng với chiếc xe EcoSport đời 2015 số tự động máy số zin mà đẹp cứng cáp như thế này thì cũng chỉ bay trong vòng 24 giờ thôi. Tắt máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. 420 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV nhé. Dàn lốp lép rất là dày đẹp luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Xin nhan chân gương, lẹp chân kính. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Em này là bản Titanium cao cấp. Bản này sẽ có đầy đủ cho em là 8 túi khí an toàn, cũng như là có cửa sổ trời đầy đủ rồi. Đầu đài thì có thêm màn hình cả giải trí cỡ lớn rồi nhá. Trên vô lăng thì với dòng này có luôn cả khẩu lệnh rồi. Khẩu lệnh nghe gọi tăng giảm âm lượng trên vô lăng. Đề lỗ thông minh cũng có luôn rồi các bác nhé. Đề lỗ thông minh, order em này là 6 vạn rồi. 6 vạn 2015 thì bác chủ đi quá là ít, quá là giữ gìn thôi. Trời thì đang rất là mưa, Hải Dương đang mưa các bác ạ. Mà xe về mà nóng ruột, nhiều khách hàng quan tâm 5 chỗ gầm cao quá. Mà hôm trước em bán luôn rồi thì hôm nay em lại về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport mà giá chỉ có 420 triệu. Tổ hợp phím bấm rồi này. Zin đẹp toàn xe luôn nhé, zin đẹp các bác nhé, cam kết là zin đẹp. Phanh tay số tự động, điều hòa auto, các cái phần điều hòa từ những thanh nhựa cứng không hề bị vỡ, không hề bị lát. Đề lỗ thông minh, nhấn nhẹ một cái thôi là lỗ rồi. Đây các bác nhìn này, bệ chống mỏi tay này, cổng sạc 12V, ghế da này cũng hoàn toàn là ghế da zin nhá, cửa sổ trời đầy đủ đây. Đây ạ, đây là khu vực điều khiển cửa sổ trời này. Các cái vẻ chắn mưa ở trong, à, chắn nắng này, hay là xoay gương này, đây đèn trần này, hoạt động hoàn toàn bình thường luôn các bác nhé. Em sẽ quay nhanh thôi, vì Hải Dương thì đang có những hạt mưa rồi. Đấy, rất là vất vả đúng không ạ? 420 triệu cho chiếc xe EcoSport bản số tự động đời 2015. Zin đẹp như thế này thì còn gì thắc mắc, còn gì lăn tăn nữa đúng không ạ? 5 chỗ ngồi gầm cao giá rẻ, thật sự là quá là rẻ luôn. Trần nỉ nguyên zin này các bác này, ghế da zin cao cấp luôn. Từng con ốc nhỏ đẹp như thế này đều căng bóng sạch sẽ đẹp căng cho em không vặn xoáy nhé. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. Ở trên phần loa cánh trước có 2 loa chép nhỏ này. Lốp láp dày dặn không hề mục mọt. Sơn xi bên ngoài cũng cực kỳ sạch đẹp luôn. Đây các bác nhìn đây ạ. Tất cả những đường dập lồi này, đi trên đường mà bắt gặp một chiếc xe nào mà cõng trên lưng một chiếc ba lô như thế này thì em này là EcoSport nhé. Phần phía dưới này có cho em là cam lùi đầy đủ rồi. Phía sau xe cũng trang bị cho em Hương là 4 mắt cảm biến nhé. Lắp giả cái lít bô như thế này quá là xịn xò luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu thì từ 6 lít này, 5 lít đến 6 lít. Nếu như mà đường trong đô thị là 8 lít các bác nhé. Đây ạ, quay nhanh này. Chết rồi, mưa rồi. Keo chỉ zin toàn bộ cánh cửa này, khoang hành lý thì cực kỳ rộng luôn. Cốp sơn, lốp sơ cua đã quẹt treo trên lưng rồi. Thì trong đây chỉ có còn cho em là dụng cụ tăng kích nốt thôi. Khoang hành lý cực kỳ rộng rãi luôn. Máng nước hai bên cũng không hề bị đâm xô hay là ngập nước nhé. Đây đèn hậu đây, sáng choang luôn. Form dáng bên đây cũng vậy, 420 triệu 2015. Nhắc máy và liên hệ cho em Lê Hương đi ạ. Zin đẹp toàn xe luôn các bác ơi, zin đẹp toàn xe luôn. Quay quá là nhanh. Tại vì Hải Dương đang bị mưa nên em quay hơi nhanh các bác nhé. Quan trọng là cam kết của em rồi. Nếu như các bác chốt cọc, nếu đi đến xem xe mà không ưng như em, như không ưng như em đang nói, không đúng như em nói thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình luôn. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin, từng con ốc còn không hề bị vặn mở đâu ạ. Vừa rồi thì em Hương đã quay một video cũng gọi là hơi chi tiết thôi, còn máy móc thì đang bị mưa em không muốn mở ra. Bác nào quan tâm về 5 chỗ gầm cao, nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.